Wow, cả nhà ơi, cây cúc tay thi tuyệt vời quá đây ạ. Nó vừa đột đỏ nè, và hoa của nó phải nói rất là to và rất là đẹp đây cả nhà. Màu vàng rất là tươi nha. Đó, cái bông của nó là bự 4 ngón tay của em luôn nè. Cả nhà nhìn cái nụ của nó nè, nụ to đùng luôn, cho nên là bông nó nở rất là đẹp cả nhà. Đó, đây nó nở đẹp mà nó đi bông chùm không nha. Bông chùm chùm không như thế này nè cả nhà. Đó, wow, quá trời đẹp luôn nha. Ôi, phải nói là tuyệt vời luôn á cả nhà. Đó, đây ha. Bông to nè mà bông chùm nữa cả nhà. Thì nè. Ồ, coi cả nhà nhìn nè, mê không? Tết mà có cây mai gì chân đã luôn cả nhà. Thì bên em cũng có một số cây giống nha. Nếu mà ai thích cái loại cúc tay thi bông chùm này thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Nếu thích nữa xin hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã theo dõi đến kênh của Chết Chè Bông ạ. Xin mời chúng ta hãy cùng xem cây giống nha cả nhà. Vừa rồi em có giới thiệu với cả nhà đó là cái mặt hoa của cây cúc tay thi á cả nhà. Thì phải nói là hoa của nó là bông chùm rất là đẹp luôn á. Thì hôm nay em tiếp tục đem một xe về để giao cho khách đây. Em bắt đầu giới thiệu với cả nhà nha. Đây, lô này phải nói là để nó tương đối dài rồi cả nhà. Dài để cho chúng ta lấy bo ha. 1 gan, 2 gan, nói chung tầm khoảng 40 á cả nhà. 40 đi lên luôn rồi ha, 40 đến 50. Ôi cây nè, đọt thì sinh trưởng rất là mạnh nha. Rễ thì lô này để xử lý đủ kiểu, nhưng mà một số nó còn nằm ở bên dưới nha cả nhà. Cho nên cả nhà moi ra giùm em ha. Đó, rễ nè, nè. Đó, cây nào cũng có rễ xử lý hết nha. Đó, rễ nè, xử lý bí rồi là củ não đủ kiểu, nhưng mà nó chưa có lòi lên thôi ha. Ôi cái lô này thước tha luôn cả nhà. Rồi khách đi, nó dài thước tha luôn á cả nhà. Rồi em sẽ vào đám cho cả nhà mình cùng xem nha. Hàng mới về cho nên là cây rất là đẹp nha. Mọi người thích thì cứ tranh thủ alo cho em nha cả nhà. Đây là cúc tay thi. Bông của nó phải nói rất là tuyệt vời luôn ha. Tay thi bông rất là đẹp luôn. Rồi, trời ơi. Còn cái cây gì đây? Có cái bông đẹp dữ vậy đây. Ngọc Mai. Ôi cả nhà nhìn nè. Bông Ngọc Mai quá trời đẹp luôn nè cả nhà. Đó, một cái màu trắng trắng vàng vàng nhị thì vàng nhìn rất là duyên nha. Nói chung là ai thích cái nhiều màu sắc trong cái vườn mai nhà mình thì nó sưu tầm ha cả nhà. Thì ngọc mai cao khoảng 2 tấc thôi nha. Cả nhà lưu ý khi mà em giới thiệu em nói rất là cụ thể. Cây nào có cao thì em nói cao, còn có cây lùn thì em nói lùn nha cả nhà. Chứ đừng có dí vô một cái nói 3-4 tấc không là em chết em luôn á. Thì có một số cây có 2 tấc, 3 tấc à. Rồi đây là ngọc mai nha. Ngọc mai giá là 100.000 cả nhà. Rồi hàng bên đây là gì đây? Hàng bên đây là cúc 40 cánh Quỳnh Tấn Phát nha. Đó. Có nở bông chùm chùm không à cả nhà. Đó. Bông chùm chùm và bông rất là to nha. Bông chùm chùm như thế này đây thì giá là 100.000 một cây nha. 100.000 một cây ha. Rồi bên đây là cúc 40 luôn nè. Đó, đọt nó là đọt đỏ nha. Đó. Rồi ngoài cái loại đó thì em có một cúc Đại Phát cả nhà. Đại Phát nữa ha. Đại Phát thì 100.000 một cây nha. Đó, giống cúc Đại Phát này 100.000 một cây. Cây chắc cũng 2 tấc nha cả nhà. 2 tấc nha. Rồi, hàng bên đây chính là hàng giảo bạch kim bông vàng đây. Đó, cả nhà nhìn nè, vừa chơi hoa vừa chơi lá nha. Cái lá của nó như vậy nè nha cả nhà. Đó. Cái đọt thì non thì nó hơi hồng hồng nha. Đó, đây thì là giá là 100.000 một cây ha. Đó, xử lý rễ hết nha cả nhà. Ở đây 100.000 một cây. Đó là giảo bạch kim bông vàng nha. Rồi, hàng bên đây chính là cúc vạn thọ cánh sắn nha. Loại này hoa của nó là từ 50 cho đến 100 cánh nha cả nhà. 50 cho đến 100 cánh. Rễ là xử lý đủ kiểu nha. Đó, cây cao cũng khoảng 2 đến 3 tấc. Rồi, ngoài đó là ngoài cái giống đó thì em còn có loại cúc cam nè cả nhà. Cúc cam là 90.000 một cây nha. Màu cam cà rốt nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây là cúc nhị dài. Nhị dài rồi. Đây cúc VIP nha. Đây cúc VIP. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Rồi đây, ở bên đây nha. Rồi đây là cúc nhị dài nha, cái gôn dài hòn luôn. Còn hàng bên đây là nữ hoàng pha lê nha. Đó, 100.000 một cây luôn nha cả nhà. Rồi, bên đây. Bên đây chính là giảo Tuấn Ngọc nha. Giảo Tuấn Ngọc nha cả nhà. Đó, loại này thì 80.000 một cây ha. 80.000 một cây. Đó, giảo Tuấn Ngọc. Rồi, hàng bên đây chính là hàng cúc bi tiên sinh. Hay còn gọi là bông chùm á, cúc bi bông chùm á cả nhà. Cây như thế này 100.000 nha. Nụ ú ú ú không à cả nhà. 100.000 một cây ha. Rồi, hàng bên đây chính là hàng giảo nu xù nha. Nu xù ghép chỗ nào nu chỗ đó, ghép chỗ nào xù chỗ đó luôn cả nhà. Đó, rất là nghệ thuật đúng không ạ? 100.000 một cây. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc gia đình nha. Đọt đỏ cả nhà. Cây nó cao khoảng 2 tấc á, 2 đến 3 tấc, rễ thì xử lý đủ kiểu nha. Đó. Cây em giới thiệu rất là kỹ, mọi người khi mà xem mua hàng thì nhớ là xem
xem kỹ giúp giùm em nha. Cây nào em cũng báo giá và báo cái chiều cao hết đó cả nhà. Bởi vì cả nhà biết sao không? Trong cái điện thoại lúc nào nhìn nó cũng lớn hơn bên ngoài nha. Rồi, hàng bên đây là cúc hàng hồng lộc, bông ú nu luôn nha. Bông chùm chùm luôn. Cây này cứng lắm, có nụ luôn rồi nè. Giá cũng là 100 ngàn một cây luôn nha. Đây có bông này cả nhà. À, bông chùm chùm luôn á, cúc hồng lộc ha. Rồi, giống bên đây là giống lộc phát nha. Giá là 120 nha cả nhà, lộc phát ha. Đó, rất là nhiều giống. Cả nhà ơi, còn cúc tư long, cúc thọ hương, rồi giáo cam, cúc hoàng hậu. Đây, cúc thọ hương nè, đó ha. Rồi, bên đây là cúc hoàng hậu đây. Hoàng hậu nha, hoàng hậu nở bông cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Đó, rất là xinh ha. Rồi, giá là 100 ngàn một cây nha. Rồi, hàng mai đây là mai tự sắn nha. Giá cũng 100 ngàn một cây nha cả nhà. Sắn thì nó dày chứ nó không có dài nha. Đó. Rồi, ai thích loại nào